Đây vô trong phòng. Đường này phòng. Một phòng lớn. Phòng nhỏ, ba phòng nhỏ. Vô phòng lớn. Phòng lớn cho Bella ở. Ê Bella. Phòng lớn này có bồn tắm. Bồn tắm. Ừ. Đây có vòi sen. Nóng. Đi 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 go 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 đi 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 trong này có restroom. Bên đây một phòng. Nãy ngoài nó sọc nước vậy. Dọc nước ngoài từ đường á. Phòng này là của anh Trường. Của ba mẹ hàng. Restroom. Phòng là của gì Út? Cho là không có đèn đuốc vậy tao vậy.